Xin chào các bạn, mình là Sơn đến từ Desert School Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 7 Plugin mà mình thường xuyên sử dụng trong quá trình làm nhạc Intro Get down. Ok, và Plugin đầu tiên mà mình thường xuyên sử dụng đó chính là Silent One Đây là một Plugin để tạo ra các sao tiếng Plugin này rất là nhẹ, loát không hề đơ máy chút nào mà chất lượng âm thanh rất là tốt Cellular One được bán với giá là 139 euro Tính ra tiền Việt thì nó rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi Plugin thứ hai mà mình thường xuyên sử dụng đó chính là Serum Vâng và phần mềm này thì chắc chắn là anh em ai cũng biết rồi Rất là phổ biến và nổi tiếng Nó cho chúng ta khả năng tùy biến sao các thứ Nó cũng cho chúng ta khả năng vẽ automation clip Các hiệu ứng LFO Tuy nhiên thì nó có một nhược điểm đó chính là Phần mềm này khá là tốn ram mà tốn cpu. Những bạn cấu hình yếu mà sử dụng phần mềm này thì chắc chắn cái chuyện preview sẽ bị lag và giật. Phần mềm này cũng không hề rẻ chút nào. Serum thì được bán với giá là 189 đô. Theo tỷ giá đô hiện tại thì tính ra tiền Việt khoảng 4 triệu rưỡi. Serum hoàn toàn có thể mua trả góp bằng cách là trả khoảng 10 đô một tháng trên website Supply. Mình mua phần mềm này cũng khá lâu rồi Mỗi tháng mình trả 10 đô Sau khoảng một năm rưỡi thì mình đã trả hết Và hiện tại mình đang sở hữu bản quyền vĩnh viễn rồi Đây là bản update mới nhất Việc sử dụng plugin bản quyền Thì bạn luôn luôn sẽ là người được tiên phong Và sử dụng phiên bản mới nhất đầu tiên và cũng đồng thời mình ủng hộ các nhà sản xuất plugin này họ có tiền để sinh sống Plugin thứ ba mà mình thường xuyên sử dụng đó chính là Kickstart Kickstart thì cho ta tạo hiệu ứng sai trên cho các sao Ở đây thì nó có rất nhiều các preset về size trên, mạnh, nhẹ và các khung nhịp khác nhau. Tuy nhiên thì nhược điểm của nó là cái khả năng tùy biến của nó rất hạn chế, chứ không thể vẽ bằng tay được. Tuy nhiên thì mình vẫn sử dụng nó do nhu cầu size trên của mình không quá phức tạp và mình cảm thấy khá là hài lòng. Plugin thứ tư mà mình thường xuyên sử dụng đó chính là Fruity Stereo Enhancer Plugin này thì là có sẵn ở trong phần mềm FL Studio Mình thường xuyên sử dụng phần mềm này cho mục đích là tạo không gian cho các sao tiếng và bài nhạc Ở đây thì có bên trái bên phải hiệu ứng Stereo Delay Tạo không gian xa gần, rộng hẹp Mình cũng có sử dụng plugin này để tăng giảm gain Trong uh, trường hợp mà cái sample hay là hoặc là cái sao đấy quá nhỏ Plugin thứ năm mà mình thường xuyên sử dụng đó chính là Vanhala Vintage Verb Đây là một plugin để tạo ra reverb Thì uh, mình sử dụng nó bởi vì mình thấy giao diện khá là đẹp, mình thích cái chất âm reverb của plugin này và plugin thứ 6 mà mình thường xuyên sử dụng đó chính là EZ Key. Đây là một plugin giúp mình tạo ra các tiếng piano như là electric grand piano, organ, vintage upright. Mình thấy plugin này bộ tiếng piano của nó khá là đầy đủ. Mình thì mình hay sử dụng piano để cho các phần vơ, mình hay sử dụng tiếng piano ở trong này để làm nhạc lo-fi. và plugin thứ bảy mà mình thường xuyên sử dụng đó chính là Fruity Parametric EQ2 mình thường xuyên sử dụng plugin này bởi vì nó có giao diện khá là đẹp, dễ dùng, nhẹ, đầy đủ các chức năng. Nếu nhu cầu không quá cao về EQ mình sẽ sử dụng plugin này vì sự tiện lợi của nó. Khi có nhu cầu cao hơn về EQ thì mình mới sử dụng các plugin ngoài. Mình sẽ có một bài hướng dẫn về sử dụng phần mềm EQ này. Nếu như các bạn cần hãy để lại ở phần comment giúp mình nhé. Và đó là bảy plugin mà mình thường xuyên sử dụng trong quá trình làm nhạc. Mình còn sử dụng rất nhiều các plugin khác nữa. Tuy nhiên thì mình sẽ chia sẻ nó ở phần 2. À, rất mong là các bạn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Sơn đến từ Digital School. Vâng, hãy chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Được chưa? Hay như nào?